Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu SUV mini quý bạn nhé, SUV mini đấy quý bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018. Ở năm 2018 thì đầu năm 2018 là form cũ, còn cuối năm 2018 như chiếc xe này đây là form mới, form 2019 quý bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được 5.1 km thôi, tất cả còn nguyên bản này, nguyên bản cả dàn lốp luôn. Dàn lốp này là dàn lốp nguyên bản luôn các bạn nhé, chưa có thay, và lốp xưa cua còn mới tinh, chưa hạ. Đấy. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản. Phiên bản Titanium là phiên bản đủ rồi quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 chạy 5.1 quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi và nhận xe, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.